Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về series truyện tranh. Hôm nay video này sẽ là phần cuối trong cái series thống kê một chút về cái đống chuyện mình có đúng không? Tất nhiên là trong quá trình mà làm video thì vẫn có tiếp tục bộ nào còn chưa sưu tập xong thì vẫn cố gắng để sưu tập thêm thôi. Nhưng mà tuy nhiên là tôi để chốt lại gọn gọn một chút tạm thời kết thúc lại video này. Sau có thể để năm sau gom thêm nhiều chút ta lại làm một video tổng kết tương tự. Và giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình và cùng nhau thống kê tiếp xem là phía sau mình đây còn những cuốn truyện nào mình chưa quay các bạn xem nhé. Chúng ta cùng nhau vào nội dung chính của video nhé. Rồi ok, đây mình đang có trên tay, đây là bộ Thất Hình Đại Tội nhé. Bộ này có nhiều phần, trước mắt chúng ta đang có ở đây là tầm 15 cuốn đầu tiên. Bộ này của nhà xuất bản trẻ. Bộ này nói chung đến thời điểm này kiếm sẽ tương đối khó một chút xíu, nó không dễ như ngày xưa. Nhưng mà về cơ bản thì nói chung là may mắn là kiếm được rồi. Thì bộ này giá trung bình sẽ là bao nhiêu? Thì cuốn tập đầu tiên giá sẽ là 18.000 đồng, nó cũng ra mắt cũng là lâu lâu, khoảng tầm 2018-2019 thì đấy ra bộ này. Để xem cuốn bên này sẽ làm giá có thay đổi không. Nó vẫn là 18.000 nhé. Thì trung bình là 18.000 một cuốn, cho ứng với khoảng tầm 15 cuốn đầu tiên. Giờ tiếp tục mình sẽ tiếp tục xem người xem tiếp những cuốn phía sau. Ở đây là 15 cuốn đầu, mỗi cuốn sẽ là 18.000 đồng. Tiếp tục là những tập tiếp theo, đây có tập 16 này, tập 17 này, tập 18 này, tập 19 này, tập 20 này. Mỗi hàng để 5 cuốn một nhé. Tập 21 này, tập 22 này, tập 23 này, tập 24 này, tập 25 này, tập 26 này, tập 27 này, tập 28 này, tập 29 này và tập số 30 này. Sau đó ta kiểm tra qua một chút cái giá xem có thay đổi hay không nhé. Thì giá vẫn là 18.000 đồng. Ta chỉ kiểm tra cuốn đầu cuốn cuối, ai cuốn này bắt đầu lên 20.000 này. Thì sẽ kiểm tra ngược lại tí xem mấy cuốn sau như thế nào nhé. Để bắt đầu lên giá là 20.000 rồi. Đây, tất cả cái dãy cuối cùng này đang là 20.000 này. Như vậy là bắt đầu kết thúc sau khoảng tầm ở đây chỗ này đến tập bao nhiêu nhỉ? Tập này đó là tập 25. 25 tập đầu tiên giá sẽ là 18.000 đồng. Bắt đầu từ tập số 26 giá sẽ lên thành 20.000 đồng nhé. Tiếp tục với tập tiếp theo, tập 31 này, tập 32 này, tập 33 này, tập 34 này, tập 35 này, tập 36 này, tập 37 này, 38 này, 39 này, 40 và tập cuối cùng là tập 41 nhé. Bộ này phát hành xong rồi, có 41 tập, tổng cộng có 41 tập. Và với cái giá hiện tại đây, xem kiểm tra chút có tăng thêm giá không nhé, đang 20.000, tập cuối đang là 20.000. Và như vậy nói chung là sẽ có tổng cộng đây thì sẽ có tổng cộng 41 cuốn. Thì trong đó là 41 trừ đi 25 là có khoảng tầm ở đây 16 cuốn. 16 cuốn giá 20.000 cộng với lại 25 cuốn giá 18.000. Thì tổng cộng bộ này sẽ có 41 tập và giá sẽ bắt tờ 770.000 tính theo giá bìa nhé. Tiếp tục ở đây mình có tiếp bộ Học Viện Siêu Anh Hùng. Tập này, đây bộ này cũng đang phát hành tiếp, nó chưa phát hành xong. Đây có tập số 1, tập số 2, tập số 3, tập số 4, tập số 5, 5 tập đầu tiên. Tiếp tục ở đây tiếp có tập số 6, tập số 7, tập số 8, tập số 9 và tập số 10. Bộ này có vẻ nó tương đối mỏng, không biết là do chất giấy nó mỏng hay là số trang nó ít nữa. Thì đôi khi cái chất giấy khác nhau có thể nó ảnh hưởng đến cái số tập và số trang của nó. Cảm giác độ dày mỏng tùy chất giấy nữa. Tập số 11 này, tập số 12 này, tập số 13 này, tập số 14 này và tập số 15 này. Đây là 15 tập đầu tiên của Học Viện Siêu Anh Hùng nhé. Do mặt sau đây nó đang giá, nên đề xuất là giá là 25.000 đồng. Còn tập bên này giá là bao nhiêu? Tập này đây cũng là 25.000 đồng. Như vậy là 15 tập đầu tiên giá trung bình sẽ là 25.000 đồng nhé. Chúng ta đến với những tập tiếp theo. Bộ này chưa phát hành xong nên ta cứ xem ít một, xong về sau có thêm cuốn gì thì cho các bạn xem sau. Ở đây chúng ta đến tập tiếp theo của nó, ở đây tính cái thời điểm mình quay nhé, tập số 16 này, tập số 17 này, tập số 18 này, tập số 19 này, tập số 20, tập 19 trông khá là đẹp, thì cái tông màu hồng trông khá là đẹp. Thế rồi tập tiếp theo, đây nó cái bìa thôi, nó cái bìa thôi. Thế rồi tập tiếp theo ở đây có tiếp là tập số 21 này, tập số 22 này, tập số 23 này, tập số 24 này, tập số 25 này. Tiếp tục nữa ta có tiếp tập số 26 này, tập số 27 này, tập số 28 này, tập số 29 này, tập số 30 này.
Còn đây lẻ một cuốn ở đây nữa, tập 30 bản đặc biệt nhé. Đây bản đặc biệt, còn đây là bản thường. Đấy, bản đặc biệt nữa. Thì tổng cộng đây hiện tại, thời điểm này hiện tại có 30 tập đã ra mắt rồi. Và trong cái tháng này ra tiếp tập số 31 bản thường và bản đặc biệt. Thì đấy mình có đặt trước rồi, nhưng tất nhiên là về trong cái thời điểm mình quay video này chưa về kịp. Nên tạm thời đây là 30 tập, tổng cộng là 31 tập chứ. Sau đó xem tập đầu tập cuối giá thay đổi nào, giá vẫn là 25.000 này. Thế bộ này cơ bản là giá 25.000, còn riêng quả limited thì sẽ thêm quà nên sẽ đắt hơn. Những cái quả limited này giá là bao nhiêu đây? Ở đây cái bìa ngoài nó không có hiện giá nên mình không rõ giá bao nhiêu. Thế là mình ngại lột cái bìa ra quá để mình check lại trên mạng xem là tập 30 bản limited nó giá bao nhiêu, tính giá bìa thôi. Check lại chút trên mạng cái tập đặc biệt nó giá chỉ là 40.000 thôi. Nói chung là đắt hơn một chút xíu thôi, nhưng tất nhiên đây nói bạn mua giá bìa nha, nếu bạn mua lại qua tay đôi khi có thể đắt hơn. Như vậy ta có ở đây tổng cộng có 30 tập nhân với 25.000 cộng một tập giá 40.000. Là tổng cộng chỗ này ta sẽ có là 31 tập giá 790.000 nhé. Tiếp tục ở đây mình có tiếp là 16 tập của bộ Birdman nhé. Cho các bạn xem lần lượt này. Tập số 1 này. Tập số 2 này. Tập số 3 này. Tập số 4 này. Tập số 5 này. Tập số 6 này. Tập số 7 này, tập số 8 này. Tập số 9 này. Tập số 10 này. Tập số 11 này, tập số 12 này, tập số 13 này. Tập số 14 này, tập số 15 này, và đây là tập số 16 này. Thì tổng cộng nó sẽ có tổng cộng đây có 16 tập. Thì trong 16 cái tập này đây đúng không, thì giá trung bình ở đây sẽ là bao nhiêu? Thì tập số 1 giá là 30.000 rồi. Tập đây vẫn là 30.000. Thì mỗi tập sẽ là 30.000 một cuốn nhé. Thì đây có 16 cuốn, mỗi cuốn là 30.000 là mất 480.000 nhé. Mỗi tập này sẽ kèm một cái bot cả. Nhưng mà nói chung cái đấy thôi, cái quà tặng kèm thì bỏ qua. Thì ta thống kê chuyện trước thôi. Tiếp tục đây ta quay trở về tuổi thơ, bộ nó cũng khá là đình đám. Nếu bạn nào cũng như thế hệ của mình, nó gồm Pokemon. Tất nhiên là bộ ngày xưa tôi xem hoạt hình trước, đọc truyện sau. Chuyện thì ngày xưa tôi thật là không nhớ nữa. Còn ngày xưa đúng ra lúc chuẩn lúc đầu là tôi đi xem phim hoạt hình trước. Vì ngày xưa trên VTV nó chiếu Pokemon. Thì ở đây hiện tại ở đây mình đang có đây cái bộ Pokemon cuộc phiêu lưu của PP. Bộ này đây có 14 tập, tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này. 5 tập đầu tiên này. Tiếp tục ở đây, tiếp tục ta đến tiếp ở đây tập số 6 này, tập số 7 này, tập số 8 này, tập số 9 này, tập số 10 này. Tiếp tục nữa đến tiếp tập tiếp theo đây, tập số 11 này, tập số 12 này, tập số 13 này, tập số 14 này. Thì tổng cộng đây có 14 tập. Cái này nó phát hành cũng lâu lâu rồi nên cơ bản là xong hết rồi. Thế tổng cộng có 14 tập nhé. Và với 14 tập này ở đây hiện tại giá bìa ở đây sẽ là đây 22.000, nó hơi lẻ tí xíu. Cuốn cuối cùng nó cũng là 22.000. Vậy là 22.000 nhân với 14 tập, chúng ta sẽ mất ở đây tổng cộng là 308.000 nhé, 308.000 đồng. Tiếp tục ở đây thì tiếp tục với Pokemon. Ở đây nó Pokemon nó chia thành nhiều phần nhỏ nhé. Tiếp tục có thể một bộ khác cũng là cuộc phiêu lưu của Pippi này, phần HG với lại SS. HG SS ở đây là phần hết Gold với lại phần Suriver. Là mấy con Pokemon chính của cái bộ đấy. Nó sẽ có chia thành những cái phần nhỏ nhỏ vậy, viết tắt này HG SS. Đây thì bộ này có 1 tập và 2 tập này. Tiếp tục nữa đến bộ tiếp theo là bộ BW. Bộ BW là bộ Black White, cũng là cuộc phiêu lưu của PP nhưng mà là bộ Black White. Tiếp tục là những cái Pokemon huyền thoại đứng ở đầu, không biết gọi là huyền thoại đúng không nhỉ? Tại khái những Pokemon đại diện đấy. Thì ra có tập 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này. Nó cũng có ít tập thôi, nhưng mà nó chỉ là những cái phần nhỏ. Tiếp tục vẫn là cuộc phiêu lưu của PP nhưng là cái phần khác nữa ở đây thì ta có tiếp ở đây là phần đây là phần cuộc phiêu lưu của PP, phần RS. Phần RS ở đây thì phần RS là viết tắt của cái gì đây nhỉ? Của Ruby and Shine. Ruby and Shine nhé. Thì đây có tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 và tập số 6. Cái phần này nó dài hơn cái phần khác một chút xíu, là có 6 tập. Thế đấy một số cái phần khác nữa của Pokemon. Tiếp tục ở đây nữa mình có thêm cái phần nữa ở đây, mình xem là chỗ nào nữa. Ở đây mình còn ở đây là Pokemon bản Omega Sapphire. Bộ này có 3 cuốn, nó để trong một cái box set, để trong cái box set này. Nhưng mình bọc vào rồi nữa, cái bọc nó hơi dài hơn box set một chút xíu thì mình không bỏ box set được. Chứ còn bình thường sẽ bỏ trong box set là 3 cuốn này, bỏ trong cái box set này. Nó cái box set nhỏ để 3 cuốn vào. Đây mình bỏ box set ở bên. Thì ở đây tại có 3 cuốn, đây tập số 1, tập số 2 và tập số 3. Đây là số ấn bản của Pokemon. Tiếp tục vẫn là Pokemon thì phần này, cái phần này sẽ dài hơn đây, phần này một cái phần dài nhất đây. Cái khổ giấy nó sẽ khác một chút xíu là phần Pokemon đặc biệt.
Ok, bài đặc biệt đây chúng ta có số tập như sau, cho các bạn xem dần, khổ to quá. Đây chúng ta sẽ có tập như sau này. Tập số 1 này. Bộ này mình mua ghép đấy. Bộ này về mình mua ngày xưa này. Về sau đầu gần đây mình ghép những tập thiếu lại. Tập số 2, những cái tập này mình mua lâu nữa, hơi cũ hơn một chút xíu. Tập số 3 này. Tập số 4 này. Tập số 5 này. Tiếp tục đến tập số 6 này. Nhiều quá khó cầm. Tập số 7 này. Tập số 8 này. Tập số 9 này. Tập số 10 này, lùi ra góc tí này. Cái quyển này cái khổ giấy nó to hơn thì bạn cảm giác nó hơi tốn diện tích hơn tí xíu nhé. Tập 11 này. Tập 12 này. Tập 13 này. Tập 14 này và tập 15 này. Đây là 15 cuốn đầu tiên của bộ Pokemon đặc biệt nhé. Thì bộ này đây giá trung bình cuốn đầu tiên nó giá đây là 22.000 đồng. Còn cuốn bên này là bao nhiêu? Cuốn bên này bắt đầu lên vẫn là 22.000. Thế là nói chung là 15 cuốn đầu tiên là giá là 22.000 nhé. Bộ này khá là dài, có thể sẽ tăng giá giai đoạn sau. Còn những cái cuốn đầu tiên hiện tại 15 cuốn đầu là 22.000 một cuốn. Tiếp tục đến tập 16 này. Tập 17 này. Tập 18 này. Tập 19 này. Tập 20 này. Tập 21 này. Tập 22 này. Tập 23 này. Tập 24 này. Tập 25 này. Tập 26 này. Tập 27 này. Tập 28 này. Tập 29 này. Tập 30 này. Tiếp tục đây những tập tiếp theo của nó nhé. Chúng ta kiểm tra chút xem là giá có thay đổi gì không. Thì tập này đây giá là 22.000 tiếp này. Và tập bên này nó tăng giá nào. Đây tập này bắt đầu lên 25.000, sẽ kiểm tra xem tăng từ tập bao nhiêu nhé. Mấy tập phía sau bắt đầu tăng giá rồi. Biết tăng giá tập bao nhiêu đây. Cái chuỗi này toàn tăng giá hết rồi. Đây, nó bắt đầu tăng giá rồi đây, tập 23, nó hơi lẻ tí xíu nhỉ. Tức là 22 tập đầu giá là 22.000. 22 tập đầu giá là 22.000. Cộng với tập nhân với 22.000 cộng với này đây, bắt đầu từ bộ này có bao nhiêu cuốn nhỉ? Bộ này nhớ không nhầm là 50 mấy cuốn, để mình liếc lại chứ xem là bao nhiêu cuốn mình tính tiền luôn cho khỏi quên nào. Bộ này hiện tại ở đây thời điểm này thì nó là rơi vào hoặc là bộ này hiện tại rơi vào 55 cuốn nhá. 55 cuốn mà trừ đi hiện tại đây là bao nhiêu nhỉ? Số này là 22 tập đầu. Như vậy có 33 tập. Vậy là 33 tập giá là 25.000 cộng với 22 tập giá là 22.000. Là mất là 1.309.000 nhá. 1.309.000. Tại vì nghĩ mấy tập sau cao lắm thì đến 25.000 thôi. Còn nếu thay đổi giá lại tính lại lần nữa. Tức là ở đây mình có tiếp tập 31 này, tập 32 này, tập 33 này, tập 34 này, tập 35 này, tập 36 này, tập 37 này, tập 38 này, tập 39 này, tập 40 này, tập 41 này, tập 42 này, tập 43 này, tập 44 này, tập 45 này. Thế là 45 cuốn nữa nhé. À quên nhầm, tập 31 đến tập 45 thì giá sẽ thay đổi chắc là 25.000 thôi. Rồi vẫn là 25.000 nhé. Thường chỉ tăng giá một lần thôi, không tăng giá nhiều lần đâu. Trừ các cuốn đặc biệt nó khác giá thôi. Thế rồi đây có tập 46 này. Sắp xong rồi. Đây có tập 47 này. Tập 48 này. Tập 49 này. Tập 50 này. Tập 51 này. Tập 52 này. Tập 53 này. Tập 54, tập 55. Cái bộ này là 55 tập, thực ra cái bộ này sẽ nối tiếp nhau nhé. Cái bộ này, cái phần trước sẽ nối tiếp liên tiếp nhau đấy. Thì đây đến tập 54 này, mình xem kiểu là 55 này. Tập 55 với giá vẫn sẽ là 25.000 thì chắc là cơ bản không gì thay đổi đâu. Rồi giá là 25.000 cuốn nhé. Thì cái bộ này, cái phần Pokemon đặc biệt này nó sẽ giá là nó có tổng là 55 cuốn nhé. Và giá là hơn 1.3 mấy đấy, vừa nói xong đấy. Tiếp tục với những tác phẩm về Pokemon ở đây, mình có những cái bộ kiểu giống như kiểu là cái phim chiếu rạp ấy. Thì đây ta có số cuốn như sau. Ta có tập Pokemon ở đây, tập này nó dài, có tập ngắn gọi là tập Mewtwo nhé. Tập tên nó dài, tên đủ nó dài lắm. Tập này là tập Victini nhé. Còn tên nó dài quá mình không đọc hết. Tiếp theo tập này là tập của Kirem nhé. Này là của Zorada này.
Từ tên nó dài quá, mình sẽ đọc ngắn gọn thôi. Bộ này tiếp tục là Chiếc kén hủy diệt này. Cái tên mấy tên Pokemon nó khó đọc nhá. Bộ này bộ của Hoppa này. Bộ tiếp theo đây, bộ Tớ chọn cậu. Bộ này chắc là sẽ gần gũi hơn, nó giống như nó cái hành trình mà bắt đầu có đi chọn Pikachu nên nó sẽ gần gũi hơn. Tập tiếp theo ở đây nó có tập Horizon. Horizon nó có hai tập nhé, mình đã có một cái OB bọc kèm nên thôi mình để hình một cuốn thôi, nó sẽ có hai tập. Và cuối cùng là cuốn gần đây nhất là có cuốn của Gerardo, ở đây là Zeraora nhé, cái tên nó có là mình phát âm nó hơi kém đấy. Thế thì tổng cộng đây có là đôi 4, 6, 8, 10, 11, 11 cuốn, thì cái cuốn này nó đang kẹp hai cuốn nhé, đang kẹp hai cuốn, nó có 11 cuốn. Đấy, chúng ta xem qua mức giá sẽ là bao nhiêu. Thì 11 cuốn ở đây thì thôi mình lật từng cuốn một lên, thì nó toàn những cuốn kiểu theo phim ngoài, theo kiểu phim 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 ngoài ấy, thì cơ bản giá chắc không giống nhau. Mình cứ lật hết lên cho chắc ăn đi. Thì giá ở đây là có như sau. Đầu tiên cuốn này là 25.000. Mấy cuốn này đều là 25.000. Cuốn này vẫn là 25, ôn giá bằng nhau hết à? 25, 25, 25. Như vậy ở đây trước mắt ở đây là có đôi 4, 6, à quên, đôi 4, 6, 8 cuốn đầu tiên là 25.000. Còn với cái bộ đôi này, mỗi cuốn giá là bao nhiêu? Thì mỗi cuốn này sẽ là 22.000 nhé. Thì có hai cuốn, mỗi cuốn là 22.000, cộng với cuốn cuối là 25.000. Cuốn này rõ mỏng là 25.000. Đấy, cộng với 25.000. Như vậy tổng cộng ở đây ta sẽ có ở đây là 11 cuốn, giá sẽ hết là tổng là 269.000 nhé, cho 11 cuốn. Tiếp tục ta có Pokemon, chúng ta về lý thuyết cái mặt về xuất bản cái này nó phải quay trước cơ. Nhưng mà tại vì các bạn là shipper lại ship cái cuốn này về sau. Nên thành ra đây mình có đây là cuộc phiêu lưu của PP phần DP. DP ở đây là nó dịch ra phần gì? Diamond Pearl. Đúng rồi, Diamond Pearl. Đây thì có đây tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này. Bên cạnh bộ này nữa, ta có bộ mới ra gần đây nữa, ở đây nó có bộ này. Ở đây có bộ Pokemon Sun Sun Moon, bộ này thì mới phát hành gần đây thôi. Đây có tập đây thì thôi để gọn đây này. Tôi ở đây là tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này và tập số 6 này. Đây là những cái cuốn Pokemon mà gần đây nhất là mới ra. Và một số cái bộ đầu này ra lâu rồi, còn cái bộ sau này là mới ra gần đây. Thì xem coi mức giá nhé. Đấy, cái bộ đầu tiên thì khoảng tầm 22.000, nó sẽ hơi rẻ một tí xíu, khoảng tầm 22.000. Rồi như bộ Diamond Pearl là 22.000 nhé. Còn xem cái bộ mới nhất, bộ mới nhất nó bán theo box set. Nó có cái box set ở đây này, nó sẽ có hộp box set như thế này. Tuy nhiên là vì mình bọc thêm một lớp bọc vào nên thành ra cái độ dày sẽ cao hơn, thì nhét vào box set nó hơi khó. Nên thì mình để kiểu lẻ, còn bình thường sẽ cái box set tiện cho các bạn nào bảo quản ít ấy. Còn mình bảo quản số lượng nhiều, mình bọc từng cuốn một ấy, thì mình bọc theo kiểu dạng bọc bìa ấy, thì nhét vào nó sẽ khó. Tại vì đôi khi cái bìa sẽ dư ra một chút xíu, nhét vào đây nó hơi khó. Còn nếu mà nào bảo quản ít thì cho cái hộp này nó rất là gọn, gọn đẹp. Còn bộ này giá thì trung bình ở đây nó sẽ rơi khoảng tầm 30.000 một cuốn rồi. Rồi, và như vậy mình sẽ có ở đây là đôi 4, 5 cuốn đầu. 5 cuốn đầu mỗi cuốn sẽ là 22.000, cộng với 6 cuốn sau. 6 cuốn sau mỗi cuốn nó sẽ là 30.000. Thì đây ta có tổng cộng là đôi 4, 6, 8, 10, 11 cuốn. 11 cuốn hết 290.000 nhé. Tiếp tục ở đây mình đến với những ấn phẩm cuối cùng của Pokemon cho cái đợt video này nhé. Thì ở đây ta có một cái box set Pokemon Hiki đặc biệt. Cái này ra nó phát hành trước một số cái cuốn nãy mình quay cho bạn, nhưng mà đại khái mình quay nó hơi sau một tí. Box set này chung thì box set mình bọc xong thì không bỏ vừa nữa để ra về. Tức là khi mình bọc nó sẽ dày hơn chứ không bỏ vừa trong box set. Nên giới thiệu bạn chung cái box set này. Nó là cái box để mình bỏ vào cho nó gọn đấy mà. Thế này sẽ bỏ qua một bên. Chúng ta sẽ quay trở về với nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay ở đây, những cuốn truyện. Thì ở đây với những cái cuốn truyện ở đây hiện tại ra có ở đây tổng cộng ta có 6 tập Pokemon XY nhé. Ở bên cạnh đó phía trên này có những cái cuốn gọi là cuốn từ điển Pokemon. Những cái cuốn từ điển này nó ra cũng cái cuốn này ra cách đây lâu rồi này. Không nhớ chính xác năm nào nó ra lâu này. Còn hai cuốn này nó ra trong cái năm vừa qua. Năm vừa rồi ra thêm hai cuốn bách khoa toàn thư nữa. Nói chung để mình tra cứu Pokemon ấy, kiểu kiểu vậy. Thì giá ở đây sẽ như sau. Ở đây lật mặt sau nhé. Thực ra cái này nó bán giá theo box set, mình không biết là giá bìa trong cộng lại bằng giá box set hay không. Để tính theo giá bìa sau nhé. Cũng như cuốn này xem mặt sau là bao nhiêu tiền này. Đây chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là đôi 4, 6, 8, 9. Nó có tổng cộng ở đây có 9 món. 9 món đây giá ở đây mỗi cuốn này giá sẽ đều là 22.000 một cuốn. Như vậy là 22.000 nhân với lại 6 cuốn. Cộng với đây cuốn này là 105.000. Cộng với cuốn bên này là 105.000 tiếp và cuốn kia 105, tức là 3 cuốn 105.000. Như vậy là tổng cộng 9 cuốn này sẽ mất 447.000 nhé.
Ở đây nếu mà nào thắc mắc tại sao những cuốn này nó bé xíu như này mà giá lại cao như thế thì những cuốn bé xíu này bên trong được in màu hết nhé, nên là nó sẽ đắt hơn. Nó bé là giống dạng quyển từ điển bé bé nhưng mà thực ra nó in màu hết nên là giá sẽ cao hơn. Như vậy là 9 9 ấn phẩm này là 447 nghìn. Rồi tiếp tục đây ta đến tiếp với bộ Shaman King nhé. Bộ này cũng đang phát hành tiếp. Ngày xưa Kim Đồng phát hành một bộ mình đang cho bạn xem đây, bộ của nhà xuất bản Trẻ nhé. Nhà xuất bản Trẻ thì nó làm sau thì nó sẽ có hai mặt, nó có bìa, có hai lớp bìa là bìa mới và bìa cũ nhé. Tập số 11 này, tập số 12, tập số 13, tập số 14, tập số 15 này. Thì đây là 15 cuốn đầu của bộ Shaman King. Thì đây sơ qua một chút về mức giá của nó. Ở đây tập số 1 nó giá sẽ là 30.000 đồng, à 35.000 đồng nhé. Còn tập ở đây tập số 15 thì giá vẫn là 35.000 đồng. Vậy như vậy là nói chung là trung bình mỗi cuốn sẽ là 35.000 một cuốn nhé. Giá sẽ tương đối cao nhưng mà thường thường thì giấy thứ sẽ xịn hơn và cái bìa thứ sẽ nhiều hơn. Một số tập có thêm một quạt tặng kèm nữa. Tiếp tục ở đây mình có tiếp tập số 16 này, tập số 17 này, tập số 18 này, tập số 19 này, tập số 20 này, tập 21 này, tập 22 này, tập 23 này, tập 24 này và tập 25 này. Ở thời điểm mình quay video này tập thời có 25 tập nhé, cả bộ gốc nhớ không nhầm như là bốn mấy tập ấy, nên thành ra là hiện tại là chưa phát hành xong. Ở đây thời điểm này quay thì bao nhiêu tập thì quay bạn xem bấy nhiêu. Thì tập này vẫn là 35, còn tập mới nhất ở đây vẫn là 35.000 một cuốn nhé. Vậy như vậy tổng cộng hiện tại thời điểm này có 25 cuốn, mỗi cuốn ở đây là 35.000. Về tổng cộng ta sẽ có là 25 cuốn ứng với lại 875.000 nhé. Tiếp tục mình đến tiếp bộ tiếp theo, đây nó có bộ Nhà có 5 nàng dâu. Bộ này đây hiện tại phát hành cơ bản xong rồi. Có sai cái ấn tượng gì đặc biệt không thì mình không biết, nhưng mà tạm thời có thể coi như là xong rồi. Đây tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này. Đây, 5 tập đầu tiên của Nhà có 5 nàng dâu này. Bộ này mình mua bản tái bản luôn, cái bộ bản in đầu mình cũng có nhé. Rồi tập số 6 này, tập số 7 này, tập số 8 này, tập số 9 này, tập số 10 này, tập số 11 này, tập số 12 này, tập số 13 này, tập số 14 này. Riêng tập 14 này mình mua hai bản là bản thường với bản đặc biệt nhé. Mua cả hai bản đây mình sẽ có hai cuốn ở đây, đều là tập số 14 mình mua hai bản. Còn cuốn này tặng kèm cho cuốn bản đặc biệt nhé. Đấy thì tổng cộng đây chúng ta sẽ có ở đây cái cuốn tặng kèm mình bỏ qua nhé. Đó, tính ở đây tổng cộng ta sẽ có là 14 tập, nhưng mà tổng số cuốn sẽ là 15. Còn giá ở đây xem bao nhiêu nào. Một tập này giá sẽ là 25.000 đồng. Tập này vẫn là 25.000 đồng, còn riêng bản đặc biệt thì giá sẽ là 55.000 đồng nhé. Vậy như vậy là mình sẽ có ở đây là tổng cộng ta sẽ có tổng là có 14 tập giá 25.000 cộng với một tập đặc biệt giá là 55.000. Như vậy ra tổng có 15 cuốn và mất 405.000 cho bộ này nhé. Tiếp tục tới bộ khác đang phát hành, nó là bộ 666 Satan. Bộ này đây hiện tại nó có tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này, tập số 6 này, tập số 7 và tập số 8 nhé. Cái bộ này cũng chưa hết đâu, tạm thời có 8 tập. Thì mỗi tập giá trung bình đây nó sẽ là 30.000 đồng một cuốn nhé. Tập cuối đây vẫn là 30.000 đồng một cuốn. Như vậy đây là có 8 cuốn, mỗi cuốn là 30.000 thì mất 240.000 nhé. Tiếp tục là một bộ khác nữa, ở đây có bộ Ma Vương Bảo Mẫu. Bộ này có một tập này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Tạm thời đang ở đây có 8 cuốn. Thì mỗi cuốn đây giá nó sẽ rơi vào đây là 30.000 đồng. Nên bộ này cảm giác hơi mỏng một tí và không có quà gì cả. Đấy thì nó có 8 tập, mỗi tập là 30 nhé. Thì tiếp tục lại 8 nhân với 30 nó sẽ mất 240.000 cho 8 tập nhé. Một bộ tương đối lâu rồi và mình nghĩ là một số bạn có thể sẽ không biết là cái bộ này bộ nhiệm vụ đặc biệt. Bộ này ngày xưa là anh mình mua về cho mình đợt anh đi đại học này bắt đầu biết bộ này. Bộ này các bạn không biết anime không mà tìm sơ qua không thấy, hoặc là có thể là tên là gì mình không biết. Nên bộ này đây ít tập thôi. Đây có 1 này, 2, 3, 4 này. Bộ này lâu lắm rồi đấy. Tập số 5 này, tập số 6 này, tập số 7 này, tập số 8 này, tập số 9 này. Tổng nó sẽ có là 9 tập nhé, 9 tập. Và đây thì giá sẽ trung bình là 16.000. Cái bộ này nó ra lâu rồi nên giá là 16.000 thôi. Chứ còn bây giờ không có giá 16.000 một cuốn truyện đâu. Chứ cái bộ này ra lâu lắm rồi. Thì 16 tập nhân với 9 ấy, thì nó là mất 144.000 nhé. Và thực tế bạn mua bây giờ chắc là giá sẽ cao hơn.
Nó tất nhiên nó vẫn tùy người bán thôi, có nhiều người ta bán cũng rẻ lắm, nhưng mà có những người ta bán đắt lắm. Tôi thấy thì hên xui nhé, nhưng mà giá 16.000 là giá ngày xưa đấy. Tiếp tục ở đây đến với bộ học viện siêu anh hùng như là cái bản Vlex đấy, nói chung còn đọc cái này hơi bong mồm, mình ngại đọc tên lắm. Đây cái bản này đây giống cái này giống như kiểu bản tiền truyện của cái bộ học viện siêu anh hùng ấy. Nó có tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này. Hiện tại đây có 5 tập. Tập số 6 thì như bị lùi lịch phát hành hay sao ấy, không có chưa đi bán, nhưng mà đại khái nó vẫn còn đang ra tiếp. Thì đây hiện tại tập số 1 nó giá sẽ rơi vào đây là 30.000. Này giá sẽ là 30.000 đúng không? Như vậy ở đây có 5 cuốn, mỗi cuốn là 30.000 là vẫn 150 nhé. Tiếp tục mình đến một số cái cuốn kiểu light novel, tiểu thuyết nó rất là dày, nó toàn chữ rồi. Ở đây nó có cuốn Dược Sư Tự Sự, có tập 1 với tập 2. Lần trước mình quay bạn xem cho cái phần đầu là cái bản manga, còn đây là bản light novel nhé. Tiếp tục ở đây là cuốn cái cuốn chuyển sinh thành Smile ấy. Của cuốn mà có nhân vật Rimuru thứ ấy, Milim thứ tinh tinh ấy, thì đấy, cuốn này đây có 2 tập này. Đây cái này liên quan đến light novel này. Tiếp tục là một bộ light novel khác, cái bộ này bộ lỡ đú rồi chứ bộ này cũng hơi nhìn hơi ngán, nó dày quá. Cuốn thế giới otome game thực sự khắc nghiệt với nhân vật quần chúng. Cái tên của mấy bộ light novel nó dài vãi trưởng ra. Đây tập này tập số 1 này. Và nó dày quá, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 và tập số 6 này. Chả biết ra hết trường 6 tập nó nhiều, có đọc mới được có nửa tập 1, nó dài vãi trưởng ra. Nên thôi kiểu lỡ đú thì đú đốt thôi. Đấy, thì tổng cộng đây ta có đây là đôi 4, 6, 8, 10 cuốn. 10 cuốn này thì giá sẽ khác nhau một chút xíu vì nó nhiều bộ khác nhau. Đây, sẽ lật hết mặt sau để xem tổng mất bao nhiêu tiền nhé. Đây có 10 cuốn. Đặc biệt là bộ Otome Game ấy, cái bộ đấy nó thật là mang tiếng là cùng một bộ nhưng mà mỗi cuốn có một giá khác nhau. Hoặc là không phải mỗi cuốn một giá khác nhau mà cái số trang nó khác nhau vãi trưởng ra. Giá thì nó đá thôi. Nhưng mà đây có bộ này đây là 110.000 một cuốn này. Là có hai cuốn này, cộng tiếp với bên này là bộ bên này thì giá nó sẽ là 135.000 tập 1. Tập 2 nó sẽ là 149.000. Nhưng mà thường ai mua cứ mua cả hai tập chứ chẳng ai mua một tập đâu nhỉ. Thế rồi bên này đây nữa thì cuốn đây này tập 1 sẽ là 127.000 này. Rồi từ giờ tí mình bấm nhập máy tính một tí. Rồi từ đó ấy chỗ này tí 110.000 này. Hai cuốn này cộng kia là 135 này. Cộng cái kia là 149 này. Cộng tiếp chỗ này là 127 này. Cộng tiếp chỗ này là 145 này. Cuốn này nó là 179. Cuốn bên ngoài này nó sẽ là 179 tiếp. Cuốn này nó sẽ là 129. Còn cuốn cuối cùng ở đây nó sẽ là 139 nhé. Như vậy là 10 cuốn này tiêu hết là 1.402.000. Nói chung là nó khá là đắt đấy, nói chung là light novel khá đắt, nó cảm giác nó dày, nó toàn chữ mà. Đấy thì nó sẽ là 1.402.000 nhé, cho 10 cuốn. Tiếp tục mình đến bộ tiếp theo, bộ Yu-Gi-Oh. Bộ này là bộ ngày xưa, bản ngày xưa. Nói chung thì cũng nội dung na ná nhau thôi, chẳng qua cái bộ này in lâu rồi. Thì bộ Yu-Gi-Oh ở đây thì đã có đây tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này. Đấy, ngày xưa đôi khi có cả ghim nữa. Đấy các bản ngày xưa, bạn nào bảo quản chuyện ngày xưa nó không kiểu, nó không có bọc như ngày nay đâu. Bây giờ mình mới bọc lại chứ còn ngày xưa không có bọc, đôi khi ta dùng ghim, dùng băng dính nhiều. Tiếp tục là tập số 6 này, tập số 7 này, tập số 8 này, tập số 9 này, tập số 10 này, tập số 11 này, tập số 12 này, tập số 13 này, tập số 14 này, tập số 15 này. Bộ này nó ra lâu từ ngày xưa nên chắc chắn là gì cái giá bìa sẽ không cao. Nhưng tất nhiên là giá trị thực tế thì có thể sẽ cao hơn, nhưng mà theo đúng cái giá bìa ngày xưa chỉ có 8.000 một cuốn này. Còn mình còn cái cuốn cổ đến mức mà khoảng tầm 3.000 cuốn truyện hay 5.000 cuốn truyện là mấy cuốn đấy giờ là mình không còn nữa. Chứ còn ngày xưa cái thời mình sưu tầm từ ngày còn bé ấy, là có những cuốn bảo vệ tiền chẳng có bị đốt mất rồi đâu. Còn bây giờ cái thời điểm này tại cuốn này cuốn gần như là cổ, đời cổ thì vẫn là đời 8.000 rồi, cũng đang cao rồi. Đây, giá trung bình mỗi cuốn là 8.000 nhé. Tập số 16 này, tập số 17 này, tập số 18 này, tập số 19 và tập số 20 này. Nói chung ngày xưa nó in cả cái khổ giấy nó không đều nhau lắm đâu. Nó cứ kiểu to nhỏ thất thường ấy. Tập tiếp theo tập số 21 này, tập số 22 này, tập số 23 này, tập số 24, tập số 25 này, tập số 26 này, tập số 27 này, tập số 28 này, tập số 29 và tập số 30 này. Thì kiểm tra lại giá một chút xíu nhé, vẫn là 8.000, chắc ngày xưa chắc là 8.000 hết thôi. 8.000 hết đấy. Tập tiếp theo tập số 31 này, tập số 32 này, tập số 33 này, tập số 34 này, tập 35 này, tập 36 này,
tập 37, tập 38 và tập cuối là tập số 39 nhé. Ở đây thì xem lại kiểm tra một chút xíu đi, giá chắc vẫn thế thôi. Đây thì tổng cộng vẫn là 8.000 một cuốn nhé. Như vậy là bộ này sẽ có là 39 cuốn, mỗi cuốn sẽ là 8.000. Như vậy mất có 312.000 nếu như mua từ ngày xưa. Nhưng mà nhớ là 312.000 ngày xưa nó giá trị sẽ khác với 312.000 ngày nay nhé. Tại vì tiền về sau nó mất giá lạm phát thứ vào nữa nên thành ra ngày xưa nghe thì bé vậy thôi nhưng ngày xưa là số tiền lớn đấy. Cũng như bây giờ vậy thôi, có đợt thì mua cả triệu tiền truyện đấy. Nhưng thật ra triệu tiền truyện của ngày nay ấy, nó sẽ tương đương với vài trăm nghìn ngày xưa. Nên thành ra nói chung là mỗi thời kỳ tiền nó khác nhau. Cứ ở đây rồi mình đến bộ Yu-Gi-Oh! R nhé. Bộ này có tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này, tập số 6 và tập số 7 nhé. Thì đây là bộ Yu-Gi-Oh! R này. Thì bộ này giá sẽ rơi bao nhiêu? Nó sẽ vẫn là 8.000, cuối bên này là bao nhiêu? Cuối này bắt đầu lên thành 10.000 à, thử xem cuối bên này sẽ bao nhiêu nào. 10.000 tiếp. Rồi như vậy có đôi 4, 5 cuốn đầu tiên là 8.000 nhé. 5 cuốn đầu tiên 8.000, 2 cuốn sau là 10.000. Như vậy là tổng cộng ở đây có đôi 4, 6, 7 cuốn mất 60.000 nhé. Tiếp tục là vẫn cùng cái đợt phát hành đó, đây ta có một bộ tiếp theo là bộ theo kiểu dạng movie. Mấy cái cuốn như kiểu những cái phim chiếu rạp, chuyển thể chuyện ấy. Thì đây ta có tập số 1 này, tập số 2 này, tập số 3 này, tập số 4 này, tập số 5 này, tập số 6 này, tập số 7 này, tập số 8 này, tập số 9 này, tập số 10 này, tập 11 này, tập 12 này, tập 13 này, tập 14 này, tập 15 này. Trong cổ này chắc cũng tầm 8 đến 10 nghìn thôi. Đây là 8 nghìn. Ở đây là 8.500 đồng một cuốn, nó lẻ vãi trưởng đấy. Thế tập cuối nào? Tập cuối lên 10.000 rồi. Cái tập phía dưới này 10.000 sao lên tròn 10.000 rồi. Những cái tập 9.000 này từ 8.500. Lúc nãy là 8.000 giờ lên 8.500 này. Lên tầm 9.000 mình kiểm tra từng cuốn một xem nó tăng từ cuốn nào. Nói chung 8.500 là mấy tên đây. Ở đây có đôi 4, 5, 6, 7, 8 cuốn đầu tiên. 8 cuốn đầu tiên là giá 8.500 đồng. Tiếp tục là đến cuốn thứ đây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuốn tiếp theo là giá là 9.000 đồng. Còn 2 cuốn cuối cùng sẽ là 10.000 đồng. Như vậy là tổng cộng đây có 15 cuốn mất là 133.000 đồng nhé. Giá nó hơi lẻ lẻ tí xíu. Nói chung ngày xưa cái tờ 500 đồng nó còn sẵn, bây giờ thì không có chuyện 500 đồng đâu. Bây giờ chỉ có chuyện là giá là 99 ấy, để cho con gọi làm tròn là 100. Chứ còn nó không có kiểu 500 đồng, ngày xưa cái tờ 500 đồng nó hay dùng nhiều. Thậm chí là dùng cái tờ 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, cái thứ nhiều ấy. Còn bây giờ chắc không có giá này. Nói chung chuyện ngày xưa giá nó hơi dị dị một tí rồi. Các tác phẩm cuối cùng của Yu-Gi-Oh! Ở đây là có bộ gới. Bộ gới ở đây, thực ra bộ gới cái bản ngày xưa mình có nhưng thôi bây giờ mình phải mua bản mới nên bản ngày xưa mình không tính trong này nhé. Mình coi như là bỏ đi. Thì mình sẽ tính theo cái bản mới của Kim Đồng nó phát hành thôi. Tại vì có những bộ nó bị trùng nội dung ấy, thì mình sẽ lấy đấy. Tất nhiên trong thống kê này mình sẽ bỏ qua những cuốn mà của những cái bộ mà mình săn kiểu không săn full được ấy thì mình sẽ bỏ qua nhé để cho nó gọn. Đấy thì đây mình có tập số 1 của bộ gới này, tập số 2, tập số 3 này, tập số 4, hiện tại tập số 5. Thì mỗi cuốn ở đây giá trung bình nó sẽ là bao nhiêu? Thì cuốn này sẽ giá là 30.000. Rồi như vậy có 5 cuốn, cuốn 30.000 là mất 150 ấy. Đấy, tạm thời những ấn phẩm về Yu-Gi-Oh! Mình có. Tất nhiên là không tính cả thẻ bài Yu-Gi-Oh! Nữa. Nên tính cả thẻ bài Yu-Gi-Oh! Mình có khoảng tầm hơn ngàn lá nữa. Mà cái lá dao động nó thất thường. Ở đây mình đang tính về chuyện nên mình không tính cái thẻ bài Yu-Gi-Oh! Mà nhé. Tiếp tục là mình có một số cái cuốn mà nằm trong cái bộ mình đã quay rồi nhưng mình mới kiếm thêm được một số tập. Tại vì nó ship về nó hơi trễ một tí, mình quay luôn cho video này luôn. Thì ta có Cô Mi Nữ Thần Sợ Giao Tiếp tập số 17 này. Ta có tiếp ở đây là ta có Conan tập 100 thì mình cũng mua kỷ niệm 3 cái loại ấn bản của nó. Bản thường, bản đặc biệt và bản limited. Ta có 3 cuốn Conan mình chưa sưu tầm chính nên thành ra mình chưa có đủ nhé. Mình chỉ có chút thôi. Ta có thêm Cẩm Nang Anh Hùng của One Time Man này. Ta có cuốn Chai Showman tập số 6 này. Ta có cuốn Kagura của Chiến Tỏ Tình tập số 10 này. Ta có ở đây có bộ này, cái này thì ra lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới có gần đây thôi. Đó là cuốn kiểu là cuốn tiểu thuyết về Itachi chân truyền ấy. Thì cuốn này sẽ có là hai tập và một cái cuốn sổ tay nhỏ nhé. Tiếp tục ở đây là cuốn tiểu thuyết của Thanh Dương Diệt Quỷ ấy. Đây là cái bản mới nhất của nó, đây là cuốn này là cuốn gì nhỉ? Bất được yêu thích à? Là sao nhỉ? Nói chung cái tên nó dài quá, mình không biết tên. À đây, Người Dẫn Lối Của Gió ấy. Đọc nhầm cái câu phía dưới. Đây, Người Dẫn Lối Của Gió.
Cuối cùng là đây có tiếp là Dr. Sloom tập số 14 này. Và một cuốn mình khá là thích ở đây là cuốn Đạo làm trầm cảm, nó ra tiếp tập số 7. Chờ tập số 7 rất là lâu rồi. Từ ngày bắt đầu quyết định theo bộ này đến giờ mãi giờ ra tập số 7. Chờ rất là lâu. Thì ra đúng cái đợt ra nhiều chuyện nên đâm ra hơi tốn kém một chút xíu. Thì những cái cuốn này hết bao nhiêu? Thì đây ta là từng cuốn một đấy nha, để nó nhiều cuốn khác nhau quá. Đây, chúng ta thấy tổng giá như sau. Komi là 25.000, Conan bản thường là 20.000, bản đặc biệt là 50.000. Tất nhiên là ngoài quyển truyện còn thêm những số cái quà nhé. Mấy cái bản đặc biệt với ở Limited ấy, Limited là 150.000 này. Tiếp tục là One Punch Man, đây là 35.000 này. Saisho Man, đây là 45.000 này. Kagura, đây là 40.000 này. Thanh Gươm Diệt Quỷ là 50.000 này. Còn cái tiểu thuyết ở đây là 66.000 một cuốn nhé, có 2 cuốn, mỗi cuốn là 66 này. Cộng tiếp bên này Dr. Sloom là 60 này. Và cuối cùng là cuốn Đạo Đạo Trọng Đảng là 30 nhé. Như vậy ở đây tổng cộng ta có bao nhiêu cuốn nhỉ? Có đôi 4, 6, 8, 10, 12, cuốn này bỏ qua nhé. Thì có 12 cuốn thì mất là 607.000 này. À 637.000 nhỉ, 637.000. Thế nên đấy tổng số tiền mất cho những cái cuốn này. Còn cái cuốn sổ tay tặng kèm mình bỏ qua. Cuốn đấy nó không quan trọng lắm. Thì máy tính là sắp hết pin thì nhìn là không rõ số lắm. Nếu có gì không may nhầm số thì mình sẽ cập nhật lại cái hình ảnh mức tiền ở phía dưới. Để thỉnh thoảng mình quay video đôi khi mình cũng cộng nhầm tiền. Lúc đấy nói xong lúc xem lại video lúc biên tập lại phát hiện ra cộng nhầm tiền. Mình sẽ sửa lại tiền cho cuối nhé. Tiếp tục ở đây có một số cái cuốn lẻ lẻ khác. Đây một số cuốn Conan, theo cái dạng cuốn Conan SDP. Những cái cuốn này ở đây, những cuốn SDP là cuốn đặc biệt một chút, nó phân tích thêm về các vụ án. Thì cái này ở đây hiện tại bộ Conan mình chưa sưu tập hết nên hơi kiểu dang dở một chút xíu. Đây có hai tập, một là tập 40 plus với tập 60 plus. Bên cạnh đó thì có hai cuốn Conan thường tập 88 với tập 90, nó hơi dị dị một tí. Để bộ này mình chưa sưu tập mấy ấy. Để ra là cái số lượng cuốn nó không có nhiều. Và ở đây có một cuốn Doraemon. Cuốn Doraemon này dạng theo kiểu tổng hợp những cái cuốn truyện nhiều kiểu tổng hợp nhiều cuốn này ấy. Thì cái cuốn này tổng hợp theo kiểu dạng truyện ngắn. Thì đây cuốn này rất là dày, nó dày kinh khủng luôn ấy. Thì ngày xưa mua cuốn tập 1 về xong thấy nó dày quá, nản quá. Một phần là giá nó hơi cao, cái thứ hai là sưu tầm chưa kịp ấy. Thì thôi tạm thời hoãn bộ Doraemon với bộ Conan lại. Thì hai bộ này tạm thời là hoãn lại. Nhưng mà cái tỷ lệ sưu tầm thành công của bộ Conan sẽ cao hơn. Tại cái chi phí với số lượng ấn bản của nó sẽ ít hơn so với cái bộ Doraemon. Doraemon thì nhiều loại ấn bản lắm. Nói chung là tôi tùy cơ ứng biến. Thực ra về cơ bản hai bộ này nó cũng không nhiều hơn nhau đâu. Nhưng trải qua một điều thì thấy là những cái bộ Doraemon ấy với bộ Conan là những cái bộ kiểu dễ tìm. Nên là ra cứ từ từ sưu tầm dần sau thôi. Thế thì giá với cuốn này như sao? Tại nhiều khi mình mua, tại sao mình mua một hai cuốn này thì thỉnh thoảng mình ra cái hiệu sách ngày xưa mình hay ra hiệu sách mình mua ấy. Đi ra đấy xem không có chuyện gì ngại quá và mua tạm một hai cuốn về. Sau đó tích dần dần sau ấy, thì ra hay kiểu lẻ lẻ một hai cuốn vậy. Thì cuốn này đây giá là 35.000 này. Cuốn bên này giá sẽ là 25.000 này. Hai cuốn bên ngoài giá là một cuốn là 16, một cuốn là 18.000 nhé. Thì cái thời chuyện ra rất là rẻ. Còn cái cuốn to to bên này, cuốn Doraemon này thì 145.000 nên nó to nhẳng chứ. Như vậy tổng cộng ở đây mình sẽ có 5 cuốn, giá tổng sẽ là 239.000 nhé. 239.000 cho 5 cuốn. Tiếp tục ở đây đến với những ấn phẩm kiểu tranh màu, tranh tô màu với lại artbook kiểu tranh màu với tranh tô màu. Ở đây mình có hai cuốn Thanh Gươm Diệt Quỷ, một cuốn là tràm, một cuốn là đỏ. Hai cuốn này là dạng kiểu tranh tô màu nhé. Bên cạnh đó ở đây mình có một số cuốn nữa, mà cái này có vẻ nó hơi to nên mình sẽ cho xem lần lượt đúng không? Xem từ từ lần lượt thôi. Thì đầu tiên là hai cuốn Thanh Gươm Diệt Quỷ ở đây trước. Thì hai cuốn này giá mặt sau sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 50.000 đồng một cuốn. Như vậy là hai cuốn Thanh Gươm Diệt Quỷ này giá sẽ là 100.000 đồng nhé. Nó to quá nên quay gọn từng cuốn một cho nó dễ. 100.000 đồng cho hai cuốn này trông mỏng mỏng vậy thôi nhưng mà nó tận 100.000 đấy. Tiếp tục tiếp theo đây mình có một cuốn artbook khác nữa, ở đây là cuốn Dragon Ball đại tuyển tập. Cuốn này rất nhiều tranh của cái bộ Dragon Ball. Thì cái cuốn này đây cũng rất là dày. Có lẽ trong số các cái cuốn artbook thì có lẽ là cuốn này cuốn dày nhất trong cái cuốn mình từng sưu tập. So với One Piece với lại Naruto thì cuốn này còn rất dày hơn hẳn. Thế thì trông có dày, thực sự nó có dày hơn hẳn không thì xem số trang tính sau. Thì cuốn này đây hiện tại giá sẽ là bao nhiêu? Thì giá cuốn này sẽ là 159.000 cho cuốn này nhé. 159.000. Tiếp tục ở đấy với Naruto, ở đây mình hiện tại nó phát hành 3 cuốn. Nói chung là so One Piece Naruto ít hơn, nó chỉ có 3, tạm thời chỉ có 3 cuốn thôi. Thì đầu tiên là cuốn số 1. Tiếp theo là cuốn số 2. Và cuối cùng là cuốn số 3. Nó hơi tốn diện tích một chút xíu, những cái cuốn kiểu này nó hơi tốn diện tích một chút xíu nhé.
Đấy, thì ba cuốn này ở đây hiện tại thì giá thì cơ bản nó cảm giác về độ dày, cảm giác cuốn số 1 nó sẽ dày hơn, còn cuốn số 2, số 3 cảm giác sẽ mỏng hơn, đấy nhìn về cảm quan thôi. Còn về giá thì xem giá thay đổi nhé. Tất nhiên đây nói giá vì giá trị thực của nó sẽ khác, như cuốn nào nó hiếm hơn sẽ giá sẽ cao hơn. Ở đây tất cả ba cuốn nó đều chung mức giá là 130.000 đồng nhé. Vậy như vậy ở đây ba cuốn, mỗi cuốn 130.000 nhân với 3 thì tổng cộng sẽ mất là 390.000 cho ba cuốn này nhé. Và cuối cùng thì khép lại cho cái tổng hợp này, đây mình sẽ có bộ cuối cùng, bộ Morpheus 100. Bộ này lần trước mình trong cái video trước mình bảo lăn tăn lên mua hay không đấy, nhưng mình thấy một shop nó bán lại giá nó chỉ tương đương giá bìa thôi thì nghĩ là mua cũng ok. Tại vì nếu mà giá nó trên giá bìa thì sợ, tương đương giá bìa thực ra là rẻ hơn giá bìa một chút xíu. Người ta mua cũ rồi, mua cũ nhưng bây giờ người ta giữ chuyện như mới mà, nên là mua cũ lại thôi. Thì đây có tập số 1 này, tập số 2, bộ này các bạn cũng ra tập cuối rồi, kiểu cứ tạm thời chốt hạ đấy. Bộ này chốt hạ rồi nên cơ bản là mình sưu tầm nó dễ. Còn nếu không may ra thêm cái gì đặc biệt nữa thì mình mua tiếp cũng dễ thôi. Chỉ là khó chỗ mua cái bộ đầu tiên đấy. Đây tập số 4 này. Bộ này khổ nó sẽ hơi dị một tí so với các bộ truyện bình thường, nó hơi to. Tập số 5 này. Tập số 6 này. Tập số 7 này. Tập số 8 này. Tập số 9 này. Tập số 10 này. Tập 11 này. Tập 12 này. Hơi tốn diện tích một chút xíu để tập 13 mình sẽ để đè chốc nhé. Tập 13 này. Tập 14 này. Tập 15 này và tập 16 này. Tổng cái bộ này sẽ có 16 tập nhá. Tổng hiện tại là 16 tập. Thì đây mình đây là nói chung là cố cho nó tròn này. Chứ chẳng lẽ giờ mua mỗi tập ngoại truyện lại không mua tập 1 đến tập 16 nó cũng kỳ đúng không? Đấy thì mình xử lý cho nó gọn thôi. Thì xem qua giá một chút xíu nhá. Thì xem giá thay đổi nhiều, bộ này nó ít tập nên thường phát hành cùng một thời điểm, thường giá không tăng. Một cuốn này là 30.000 này, xem tập cuối là bao nhiêu nào. 30.000. Và như vậy là 16 cuốn, mỗi cuốn là 30.000 nhá. Là mất tổng cộng là 480.000, nhưng thực tế lúc mình mua sẽ ít hơn tí xíu, thì thời gian cộng tiền ship và tương đương với mua giá bìa. Hiểu hôm nay vậy. Như vậy tổng cộng đây có 16 cuốn là 480.000. Như vậy là mình đã vừa cho các bạn xem xong cái quá trình mình tổng kết lại chuyện một chút xíu. Và cho tiện công lau dọn thì ngồi tổng kết một chút cho các bạn xem chiêm ngưỡng cùng thôi. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn còn tiếp tục sưu tập tiếp và nó vẫn chưa kết thúc ở đây. Thì khép lại cái phần này thì chúng ta đã có tổng cộng trong video này xuất hiện là 388 cuốn truyện nhé. Trong đó với tổng chi phí rơi vào là 11.109.000 đồng tính theo giá bìa. Còn thực ra giá thực tế đôi khi cả tiền ship cái thứ này nọ nó sẽ nhiều hơn. Có như có nhiều số, một số nhiều cuốn là không mua theo giá bìa được. Cũng như là nhiều cuốn mình tính theo cái giá ngày xưa thôi. Còn giá trị quy ra ngày nay sẽ khác đúng không? Thì đấy chúng ta chia sẻ với mọi người một chút như vậy. Và khi mình kết hợp với các cái video trước đó thì tổng tất cả lượng truyện xuất hiện ở trong các video tính đến thời điểm của video này thì ta có tổng cộng là 840 cuốn truyện với tổng chi phí là 25.772.500 đồng. Thì đây là một số con số mang tính chất là tương đối, còn chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn, đặc biệt khi mà mình có những ấn phẩm mang tính chất là limited cũng như có những cuốn nó hiếm hiếm, cuốn cổ rồi ấy, thì chắc chắn là cái giá trị sẽ cao hơn. Kiểu ngày xưa đời sống nó đói kém ấy thì đôi khi là chuyện đôi khi chỉ đôi khi là giải trí một tí là vứt đi thôi, nó không có giá trị mấy, thậm chí là nhiều khi bạn để cả tuần ra mua cũng không bao giờ hết hàng. Còn bây giờ một phần là do tình hình dịch bệnh những năm vừa rồi ấy, nó làm hàng trở nên hàng hóa trở nên lưu thông nó hơi khó khăn nên dẫn đến đôi khi nó bị khan hàng, thế là cái nạn đầu cơ nó lên, nó dẫn đến việc là một số cuốn truyện ấy bản chất là không thiếu nhưng mà bị người ta hốt mất rồi để người ta ép giá lên cao, thế là giá trị nó đội lên. Cái thứ hai, bắt đầu bây giờ anh em đời sống nó cao hơn rồi thì bắt đầu mọi người mới quay trở về cái xu hướng là sưu tầm, nên thành ra vẫn đến việc là có nhiều thứ nó trở nên thành cao giá, đặc biệt các ấn phẩm limited cũng như cái bộ ngày xưa mà nó chưa phát hành lại nó trở nên rất là đội giá rất là nhiều. Nên tất nhiên là tổng giá trị thực tế nó sẽ không dừng ở mức 25 triệu mà sẽ phải nhiều hơn rất là nhiều, nhưng tất nhiên là cũng chả quan trọng, mà sưu tập thì sưu tập vậy thôi chứ đắt hay rẻ thì cũng có bán đâu, không nên là kệ thôi, tính giá trị một chút cho nó vui vui thì tính theo cái giá bìa vậy thôi. Đấy thì nói chung là video này mới chia sẻ với bạn cái lượng truyện mình đang có. Còn tất nhiên là thời điểm hiện tại thì vẫn còn những bộ truyện nữa vẫn đang ra tiếp và mình vẫn theo, và có những bộ mình không theo và có những bộ vẫn đang còn đang theo. Và mình ở quê đôi khi ship cái thứ về nó mất thời gian nên đôi khi là cũng không thể quay được tất cả chính xác, tất cả lượng truyện có không chính xác được, mà chẳng qua là với cái kiểu video tổng kết này ấy, thì tạm thời dừng ở đây, sau đó có thể năm sau thời điểm nào đó mình lại tiếp tục tổng kết tiếp để cho lượng nó nhiều một tí. Còn thời gian tới cứ về 1-2 cuốn thì thực sự nó cũng chả bỏ thống kê, nên ra chủ yếu là chia sẻ người chút cái lượng thống kê tiện cái lúc mà dọn dẹp thì mình thống kê một chút chia sẻ các bạn như vậy thôi, đúng không nhỉ? Và bên cạnh đó thì bên cạnh cái việc mà sắp xếp lại chuyện, lau chuyện, linh tinh, chúng ta có thêm cái vấn đề nữa, chúng ta cũng phải mất thời gian bọc chuyện.
Ngày xưa thì sinh viên thì điều kiện không có thì chả bọc đâu. Nhưng mà từ cái ngày bắt đầu trở về quê như ổn định lại dần cuộc sống thì bắt đầu cũng bọc vào. Bọc một chút để làm gì? Để cho nó đỡ ảnh hưởng cái bìa. Giấy thì mình có thể chấp nhận ố một tí cũng không sao. Với mình cầm nhiều bộ cũ nó ố nhiều rồi, cũng không vấn đề lắm. Nhưng mà mình muốn là cái bìa chữ nó đẹp đẹp một tí. Thứ hai, nếu mỗi khi mình lau chùi ấy, là mình sẽ lau chùi cái lớp bên ngoài. Thì mình muốn có lớp bảo vệ bên ngoài khi mình tác động cái vật thể lau đấy thì nó sẽ không bị xước hỏng ảnh hưởng bìa nhiều. Tất nhiên là để lâu kiểu gì cũng sẽ hỏng thôi, nhưng mà nó sẽ hạn chế bớt cái rủi ro lại tí. Nên mình sẽ bọc bìa, mình không dùng bọc túi, mình sẽ dùng bọc bìa nhé. Mình sẽ bọc tất cả chuyện của mình lại. Nên cái thời gian bọc bìa cũng như cái chi phí bọc bìa cũng rất là tốn nhé. Cái tiền mua bọc nó có thể mua được 1-2 bộ truyện đấy. Tại vì số lượng truyện tận hơn 800 cuốn mà. Và cứ thỉnh thoảng đúng một tí thì kiểu gì kiểu sớm muộn gì cũng 1.000 cuốn thôi. Nhưng mà đấy là vấn đề của tương lai. Và thôi, video này chắc là như vậy đúng không? Thì hiện tại thời điểm này đây là mình chốt cho bạn cái lượng chuyện như vậy. Cũng như là cho mọi người xem chút cái hậu kỳ lúc mình bọc chuyện, cũng như là đoạn cuối mình cho mọi người xem cái thành quả tất cả đống chuyện của mình khi mình bỏ lên cái kệ nó sẽ trông như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thành quả đoạn cuối nhé. Ok, ở cái góc này đây là mình đang để đây những cuốn artbook là chính, cũng như là những cái cuốn kiểu recap ấy, những cái tuyển tập thẻ dữ liệu nhân vật ấy. Thì bên cạnh những thẻ dữ liệu nhân vật của One Piece ở đây, chúng ta thấy ở phía dưới là những cái cuốn color wax, là cuốn tranh màu mình đang xếp ở góc này. Tiếp theo phía trên nữa là đến cuốn tuyển tập tranh màu của Naruto. Sau lên tiếp là cuốn tuyển tập của Dragon Ball. Sau tiếp tục là những ấn phẩm tạp chí thứ linh tinh của One Piece. Sau lên trên cùng là cuốn tranh của Thanh Gươm Diệt Quỷ nhé. Mình đang để tạo ra góc phía trên, cố gắng sắp xếp thành từng khu theo từng chủ đề một. Tiếp tục sang bên cái ô này mình đang để đây là theo chủ đề của Yu-Gi-Oh. Ở đây mình đã có những cái cuốn Yu-Gi-Oh bản ngày xưa của nhà xuất bản Thanh Hóa, kết hợp với những cái cuốn ngoại truyện thêm, các phần thêm kiểu Yu-Gi-Oh R, Yu-Gi-Oh GX, cũng như các cái cuốn theo movie. Đây là những em mình để riêng cho Yu-Gi-Oh bên này. Trong đó thì phần lớn là những cuốn của bản ngày xưa, chỉ có mỗi cái bộ GX là mình lấy theo cái bộ mới của Kim Đồng hiện tại thôi, còn những bộ kia toàn bộ ngày xưa thôi. Sang bên cái ngăn này đây, mình đang để ở đây sẽ là cái bộ chú thuật hồi chiến. Bộ này chắc còn về sau phải điều chỉnh lại nữa, tại vì bộ này vẫn đang phát hành tiếp. Cũng như là bộ học viện siêu anh hùng, cái bản tiền truyện đấy. Nói chung là mấy cái cuốn đấy chưa ra xong nên có lẽ ta sẽ còn phải sắp xếp lại nhiều. Bên cạnh đó ta có bộ Ma Vương Bảo Mẫu, cũng như là bộ Nhà Có Năm Nàng Dâu và bộ Nhiệm Vụ Đặc Biệt. Còn kia cái góc bé bé, cuốn góc bên này đây là những cái cuốn này, những cái thẻ dữ liệu nhân vật. Về sau mình chờ gom nhiều mình ghép vào cái cuốn to sau. Ok, đầu sang ngăn bên này nhé. Thì bên này, góc bên này chỗ mình nó quay hơi hẹp nên cái này hơi khó quay một chút xíu, nhìn nó hơi tối tí. Thì ở góc bên này đây mình đang để ở đây sẽ là bộ Kyoko Em Gái Cương Thi. Tiếp tục bên cạnh nữa là bộ Dược Sư bản manga nhé. Tiếp tục nữa là bộ Dr. Slump. Bộ đấy thì khá là dày, có lẽ cũng phải sớm muộn phải chuyển chỗ thôi. Tiếp tục nữa là bên cạnh nữa là bộ Đạo Làm Trông Đảm. Còn phía dưới và phía trên là bộ Boruto nhé. Tiếp tục là sang cái ngăn bên này nữa, ở đây mình đang có tiếp là bộ bầy mèo bất hảo này, kế bên là bộ Kaguya Cuộc Chiến Tỏ Tình này, bên cạnh tiếp là một số cái cuốn tuyển tập của Conan, tiếp tục là một số cái cuốn, một cuốn đặc biệt của bên Dragon, của tác giả của Dragon Ball, bên cạnh nó là một số cái cuốn bản movie của Pokemon, cuốn Doraemon, cuốn One Piece với lại cuốn tiểu thuyết Itachi. Còn góc phía trên kia là những cái cuốn movie của Pokemon, còn góc phía dưới ở đây mình đang có đây là những bộ hồ sơ One Piece. Sang tiếp cái góc bên này nữa, đây mình đang để ở đây những cái cuốn tiểu thuyết như cuốn movie, cái cuốn tác phẩm bên lề của One Piece, cũng như cuốn One Piece Petty. Còn chính diện chúng ta đang có ở đây là bộ Dr. Stone nhé. Còn góc bên cạnh kia là bộ Spy X Family. Và ngoài cùng là có cuốn Sơn Gold, đấy một số cái tác phẩm của cái bộ đấy. Dịch xuống dưới một chút là xíu, ở đây ta đang có ở đây, trước mặt các bạn đã có ở đây bộ chính, ở đây sẽ có bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ nhé. Và các cuốn tiểu thuyết bên lề của nó. Góc phía trên thì có số cái cuốn cũng là kiểu dạng tiểu thuyết của One Piece, cũng như một số cái cuốn các cái tuyển tập các cái câu nói của One Piece, cũng như số cái cuốn ấn phẩm riêng ấy, cũng như một số cái gọi là số cái cuốn gọi là tặng kèm khi movie lên chiếu ở rạp, One Piece ra mắt movie chiếu ở rạp như cuốn 777 hay là cuốn 4 tỷ hay cuốn Uta 44 kiểu vậy. Ở góc bên này nó khá là rộng đây mà góc quay bị hẹp nên mình không cho các bạn nhìn rõ lắm được. Thì ở đây chúng ta đang có đây chính là bộ One Piece. One Piece một những bộ đồ sộ nhất mình có. Góc phía trên bên tay phải chúng ta sẽ có kia là bộ Conan nhé. Một số cái quyển Conan lẻ lẻ mình đang có. Còn đồ chính diện ở đây chúng ta sẽ có đây những cái tác phẩm chính của One Piece. Tiếp tục sang bên ngăn này đây chúng ta sẽ có bộ Komi Nữ Thần Sợ Giao Tiếp này, mình để góc này này. Còn chính diện chúng ta sẽ có bộ Dragon Ball.
bên cạnh nữa là bộ Dragon Ball Super, và bên ngoài cùng là những cái ấn phẩm phụ của cái bộ của liên quan đến tác phẩm Dragon Ball, cũng như là liên quan đến tác giả Akira Toriyama đấy, kiểu kiểu vậy. Còn phía bên ngoài cùng cũng như ở phía trên, góc phía trên mình đang để tạo đây là bộ Toriko. Dịch xuống cái ngăn dưới cùng ở đây, ta để ở đây trước mặt ta bộ chính sẽ là bộ Thất Hình Đại Tội nhé. Phía trước ta có những cái tác phẩm của Pokemon theo các cái bản về Pokemon của video của PP chia thành nhiều phần khác nhau. Còn phía góc phía trên kia ta có bộ Chasoman đang ra tiếp, mình chưa siêu tập, đang siêu tập tương đối đủ ấy. Còn không biết là bao nhiêu tập mình chưa để ý lắm. Rồi tiếp tục phía kia mình có tiếp bộ Chopperman và bộ ngoại truyện của One Piece. Hay ở giữa tiếp tục bên hông là những cái cuốn tiếp tục là Pokemon XY, tứ linh tinh, các cái bản Pokemon đặc biệt. Còn ở bên cạnh bộ Thanh Thất Hình Đại Tội thì ta đang có ở đây là bộ Birdman. Cũng như ở bên ngoài cùng kia mình đang có một số cái cuốn cũng là kiểu Pokemon đặc biệt, nhưng mà các cái phiên bản khác nhau của Pokemon ấy, rất là nhiều. Quay sang bên này đây, mình đang có ở đây là bộ Pokemon đặc biệt là ở chính giữa này. Còn bên cạnh nó nữa ở đây có bộ Học Viện Siêu Anh Hùng. Cũng như ở bên phía góc trên kia có bộ One Punch Man. Cũng như ở góc bên rìa ngoài cùng phía trên thì mình đang có một số cái cuốn Limited của One Piece. Nói chung nó khá là nhiều, nhìn nó quan sát nó hơi khó một chút xíu nhé. Ở góc cuối cùng bên này đây, phía trước là một số cái đĩa Nintendo mình đang hết chỗ để tạo góc đấy. Còn chính diện chúng ta đây đang có bộ Shaman King. Còn bên cạnh bộ Shaman King ở đây chúng ta đang có sẽ là bộ 666 Satan. Tiếp tục ở bên cạnh nó nữa là bộ Mod Official 100. Đấy, và một số cuốn tiểu thuyết của bộ Thế Giới Otome không hợp với kiểu nhân vật quần chúng, cái tên nó dài quá nhớ không chính xác lắm. Cũng như ở góc bên ngoài kia ta có bộ tiểu thuyết của bên Dược Sư Tự Sự bản Light Novel, cũng như là bộ chuyển sinh thành Smile. Đây là một số cái bản Light Novel cũng như một số cuốn từ điển Pokemon. Thì đấy là mình đã quay vận trực tiếp của từng cái ngăn một mình đang sắp xếp chuyện như thế nào. Lúc đầu mình sắp xếp chuyện theo kiểu khác cơ, nhưng mà vì cái lượng chuyện nó nhiều quá và số lượng ngăn mình có hạn ấy, thì là tạm thời mình tạm thời chấp nhận như vậy. Tất nhiên còn một số ngăn ở phía dưới nữa thì mình dọn không có chỗ để ấy. Tại đang để một số thứ khác ở một số ngăn dưới rồi, nên tạm thời mình đang để tạm như vậy nhé. Để ta hình dung qua về cái ngăn chuyện của mình như thế. Còn nói chung là cơ bản như vậy thôi, mình kết thúc video ở đây thôi. Nếu bạn nào thấy video thú vị cho bạn ấy, thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thôi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.